Một buổi ra ca công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tất cả những phương tiện có dấu hiệu nghi vấn sử dụng bia rượu và các chất kích thích khác đều được dừng xe kiểm tra. Chứng kiến công tác này của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người dân đã rất đồng tình, ủng hộ việc hướng đến đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường phố trong ngày đầu năm mới. Những ngày Tết, cái việc mà tham gia giao thông thì nó phải bảo đảm đi đầu tiên là phải tuân thủ các quy tắc giao thông. Thứ hai nữa, cái nồng độ cồn nó còn ảnh hưởng tới trong quá trình mình sử dụng phương tiện. Thì theo em đó là điều cần thiết để nó hạn chế những cái tai nạn không đáng có thể xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Khê thường xuyên 24/24 có mặt trên các tuyến đường nhằm xử lý các cái vi phạm về các lỗi trực quan, là như là không chấp hành hiệu lệnh về tín hiệu đèn giao thông hoặc là về cái chuyên đề là kiểm tra về nồng độ cồn. Ngay từ trước Tết, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát giao thông trật tự từ thành phố đến quận huyện chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, ngăn chặn mọi nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Không khoan nhượng, cả nể với bất cứ trường hợp nào cố tình vi phạm, nhằm nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông trong những ngày Tết. Chúng tôi quán triệt cho anh em là không có phân biệt, mà vi phạm là phải xử lý. Qua xử lý là phải tuyên truyền, đẩy mạnh lên các cái trang mạng xã hội và các cái báo chính thống để cảnh tỉnh rằng là lực lượng cảnh sát giao thông không phải chung tay trong ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết. Theo thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, trong hơn 5 ngày đầu năm mới vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn được duy trì đảm bảo, tai nạn giao thông giảm. Lập biên bản vi phạm hành chính 436 trường hợp, phạt tiền trên 560 triệu đồng. Duy trì thường trực cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự đều có mặt tại các nút giao thông, địa điểm, khu vực dễ xảy ra xung đột hay ùn ứ để phân làn, điều tiết cho nhân dân đi lại được thuận lợi. Bên cạnh quyết tâm của toàn lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố, thì vẫn cần sự ý thức, tự giác của mỗi người tham gia giao thông để niềm vui năm mới thực sự trọn vẹn.